mình là Xin Nguyễn đây. Mình là Xin Ú đây nha mọi người đây. Thì cái video của ngày hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người về ba loại trái cây này nha mọi người đây. Thế nên bây giờ chúng mình sẽ thưởng thức ba loại trái cây này nhá. Ở đây thì mình có sầu riêng này, thanh long này với cả ổi này. Thanh long với cả ổi là cây nhà là vườn nha mọi người. Bây giờ đang là 4 giờ nhá. Thời tiết khá là mát mẻ nên mình quay cái clip này cho mọi người nè. Quay xung quanh này cho mọi người nè. Đây là hồ cá nha mình. Thời tiết khá là mát mẻ nên mình ra tận ngoài ao luôn nhá. Thế nên đây. Bây giờ chúng mình sẽ thưởng thức đây. Thanh long nha mọi người. Mời mọi người nhá. Cái thanh long này là cái thanh long mà ở cái clip trước là mình có quay cho mọi người nhá. Thanh long này khá là ngọt nha mọi người. Nó ngọt cực kỳ luôn nha. Sầu riêng này thì mẹ mình mua ngoài chợ nha mọi người. Cái sầu riêng này thì mình ăn lần đầu mình ăn á thì nó khá là thối. Mời mọi người nhá. Quay cái khung cảnh cho mọi người này. Bây giờ chúng mình sẽ ăn sầu riêng. Thank you.
Mời mọi người nha. Sầu riêng này thì lần đầu tiên mình ăn đó nha mọi người. Mới đầu ăn thì cảm thấy khá là thối nha mọi người. Cái video của mình đến đây là hết nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tới cái phần cuối cùng nha.